Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu Konyop Da Po Wiya. Giờ là ở Đà Lạt nhá. Là ngày thứ tư du lịch của mình nha. Mình sẽ đi đến Đà Lạt nha. Rồi, bây giờ mình có Amazing Coffee. Amazing Coffee được giới thiệu trên mặt nhá. Nên mình đến ở đây ở Đà Lạt nhá. Có những quán cà phê nên mình không biết quán nào là tốt hơn nhỉ? Dự tình là ở đây là khu du lịch ấy, nên chắc chắn là giá mắc nha. Nhưng ở Sài Gòn là không có khá nhiều vậy nha. Cái này ngon, nên ngon. Như là America đổ sugar nè. Mua vé rồi á. Nhưng mà xếp hàng nhiều. Disney. Mà Disney ぐらい並んでる。やばすぎる。めちゃくちゃ人多い。ここから来ても全然。ぐるっと向こうまで。待つしかない。いや、進んでる。Đổi chỗ thác nha. Cho nên là mình ngắm được thác Data. Data cái gì ạ? Data là Kashi, Don Soi Taki mi ni itta toki wa honto 2 meter gurai no taki. Asoko mo 6 jikan gurai kakete itta no ni 2 meter gurai no taki deshita kedomo Thác Data là là như thế nào nè? Thác là cao à. Đây là đất nước Đà Tàn Nà nha. Kéo lên, kéo lên. Mọi người làm đấy. Ồ. Nếu đúng ở đây là bị ướt nha. Làm sao là mình đi vòng đến ở đây với bạn gái nha. Yeah. Yeah, bây giờ mình ở là viện cà phê nha. Và phòng rán nha. Mình gọi là cold brew nè. Hình như là ở Sài Gòn là không có cà phê là Việt Nam. Là Việt Coffee nha. Cà phê này là rất rộng nha. Nên thoải mái nha. Masaka no maji sakura da. Nan nen buri da. 7 nen buri gurai. 6 nen 7 nen buri gurai. Sakura miru koto dekimashita. Come to Oh, la Vietnam. Yeah, lucky. Mindan nihan da ya. Tên là Tao Mộc. Để anh lão gà lá ế là mình đến là một người thôi à. Nên không biết ăn hết được hay không. Lá ế và chân chó. Và 名物料理を食べときたいっていうのがありますから頑張って食べたいと思います。
っとね、温まるの待ちたい。Tít cả. Quá. Ngon quá. Ngon thật. Nếu khi đậu được ăn cái này, ăn lẩu này thì chắc chắn là ăn được tốt cho tiêu hóa, sức khỏe rất ngon, có gì mà mấy tiêu trắng đối với mình nè, không cần là mấy tiêu trắng nè, sau khi ăn thịt gà này nè thì có gia vị nè. Tại sao mình chưa ăn lão gà lại ấy nha, nếu biết thì cũng là nhiều lần nữa. Hồi yếu cực, ấm ạc tế, hồi yếu cực, tối gà ra đế, kí nô cô mà hãy tế rồi, thì là hắn yếu lì mà, hư mì gà mệt chay, hư mì nằm bằng bằng bằng. Cô là chốt tốt khát tay kê đồ, hư mì nằm bằng bằng. Lão này là có hương vị mang vào lại ấy nè, ngon là hợp nhau này. Trước khi ăn lão này mình lo lắng ăn hết được hay hơn nè, nhưng mà chắc chắn ăn được, ăn hết được nha. Nó rồi đùa đùa. Hầu như người Việt Nam đó, biết lão này đó, và ăn rồi nhá. Nếu là người dân Đà Lạt thì chắc chắn ăn rồi nhá, đúng không? Nhiều quá, cứng nhiều quá, đúng nè. Cứng ăn cứng thì ăn mấy thịt chân thôi thôi, dễ trở nên kỳ nhiệt nè. うん、もしバジル の香りを強く欲しかったら、あんまり茹でなければいい。マンベトナムがマンニャパンラ、それはかけない。マンベトナムがニュー、ムイ、マンニャ、うん、ミンコもカゴや。だキアンラウラ、チャンコウラ、ブンネ、コンビ、カカンブンナイ、ユテナウラ。Chăm lão hay là đổ sức khi mới đến Việt Nam, ai đó một người Việt Nam chỉ đổ sức tròn chén này nha, chưa biết chính xác là cái gì, các cần chính là cái gì. Bạn còn có lão này á, không là không sao rồi, dài dài qua mình là ăn hết rồi, mặc dù là nấu rồi nha, nhưng mà ăn hết được rồi nha, giờ ngon quá, năm giờ rồi nha, nè, nhiều khách hàng đến nha, nhà hàng này nha, cho nên là mình về nha, thanh toán rồi á, cho mọi người đoán nè, chi phí là bao nhiêu tiền? Một lão là 100.000 thôi. Ý không tin được nha, 100.000 hả? Giá すぎる 500円. Theo Kazu, lão gà đại của tao mùi điểm phải ngon nè. Xin chào, bây giờ mình ở Paris, Pháp nha. Chào đêm Đà Lạt nha. Mọi người á, nhưng mà nguy hiểm nè, lâu đoán nè. Nếu
가 미안 좀 하려. 자. 오. 오. 자, 보호 재민 끊고. 저 댐 벤탄. 이마. 你们这个活动咋样？嗯，那多呢。你们好在的 ，OK 了哎，去好地方呀。你们过啊，什么呀？跟过什么呀？你们明啊，放假啊，去点啊，去一趟，去不去哪呀？去不去哪呀？去明刚才要放假呢。喂。Hôm nay là ngày thứ năm chị về nhà thôi nha. Bây giờ là 6 giờ rưỡi à. Hẳn quá. Có thể là hôm nay là có để xe. Là hôm qua cũng có kẹt xe nên mình bắt đầu đi về nhà sớm nha. Từ Đà Lạt đến thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng là 290 km nha. Mình không biết đi về được hai hôm nữa, cho nên là đi về nhà nha, đi thôi, đi cẩn thận nha, yeah. Ok, được mía nha. Đau bụng quá. Đau bụng nè. Tại vì là không có vấn đề gì cả nha. Khi đi Phan Thiết nè, xe bị hư nè. Trong ngày Tết nè, mùa 1 nè, không có tiền sửa xe nè. Nè, rất lo lắng và khó khăn nè. Khi về nhà, mất 10 tiếng rồi nha. Mệt quá, nhưng mà vui nha. Sự thật là lần này là đi một mình nè. Là mình thích là thường đi du lịch với bạn bè của mình nha, nên thỏa mãn du lịch này nha, là đi tàu là không đúng tàu là đi cà phê, uống cà phê thôi nha. Sau đó là đi Phan Thiết nè, à, Phan Thiết là cũng vui nha. Mình không ăn được hải sản nha, nên làm sao đi du lịch ở Phan Thiết thì ăn thử hải sản nha. Đi Đà Lạt là hơi lạnh nha, nhưng mà có quan đảo là rất cười và nhỏ Nhật Bản nha. Gần đây không về nước được nhé, do Corona nên lần này ngắm được hoàn đảo thì rất vui á. Du lịch lần này là 100 điểm nha. Nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha. Ok không? À, rồi, cảm ơn mọi người đã xem chương trình Kazu đi du lịch bằng xe máy cũ 50cc Phan Thiết và Đà Lạt nha. Hẹn gặp lại đến lần sau Kazu sẽ đi du lịch bằng cái gì đó nha. Rồi, ok, bye bye.